Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Ông Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn đạo đức lớp 4 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ Ông Giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của Ông Giáo. Và bây giờ đến với môn đạo đức thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài số 8, tiết thứ 3, quý trọng đồng tiền. Hoạt động đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Ở phần khởi động thì chúng ta sẽ thảo luận và trả lời một số câu hỏi. Chúng mình sẽ đưa ra các ý kiến đồng tình hay là không đồng tình. Chúng mình sẽ bày tỏ ý kiến nên làm hay là không nên làm và giải thích. Đầu tiên là ý kiến như sau: Lan đút tiền vào lợn nhựa để tiết kiệm và dùng số tiền đó để ủng hộ các bạn lũ lụt. Vậy thì ý kiến này chúng ta đồng tình hay là không đồng tình? Bạn Lan, bạn ấy đút tiền vào ống lợn để tiết kiệm và dùng số tiền đó để ủng hộ các bạn lũ lụt. Thì ý kiến này chúng ta sẽ gì? Đồng tình, đúng không? Đến với ý kiến thứ hai. Chúng ta cũng bày tỏ ý kiến là nên làm hay là không nên làm và giải thích. Vũ dùng tiền mừng tuổi để mua đồ chơi. Ý kiến này chúng ta thấy như thế nào? Ý kiến này chúng ta sẽ không đồng tình, đúng không? Thay vì chúng mình dùng tiền để mua đồ chơi thì chúng ta có thể tiết kiệm bỏ ống lợn hoặc là mua những cái đồ dùng cá nhân để học tập, đúng không? Chúng ta sẽ đến với một ý kiến nữa. Chúng ta sẽ bày tỏ ý kiến nên làm hay là không nên làm và giải thích. Hoa thường dùng giấy trắng ở vở cũ để đóng thành vở nháp. Ý kiến này chúng mình thấy như thế nào? Đúng rồi, chính xác, chúng ta đồng tình. Đây cũng là việc nên làm, đúng không? Để vừa tiết kiệm tiền của bố mẹ khi chúng ta phải bỏ ra để mua những cái quyển vở mới để làm nháp, thì chúng ta sẽ lấy những quyển vở cũ và những cái tờ còn chưa viết đến, chúng ta lập thành một cái quyển nháp để tiết kiệm, đúng không? Và đó là một số việc làm và không nên làm khi sử dụng các đồng tiền. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết ngày hôm nay. Chúng mình sẽ tìm hiểu về cách bảo quản tiền. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát các cái bảng trong tranh đã bảo quản tiền như thế nào. Bức tranh số 1, bức tranh số 2 và bức tranh số 3. Chúng ta có thể quan sát lên hình ảnh nhé. Để trả lời được thì đầu tiên chúng ta sẽ phải quan sát và tìm hiểu các cái việc bảo quản tiền ở trong các bức tranh này. Thì bức tranh thứ nhất chúng ta thấy bạn nhỏ đang làm gì? Đúng rồi, xếp tiền vào hộp, đúng không? Xếp tiền vào hộp cho mẹ. Thì chúng ta thấy đây là một việc làm như thế nào? Đây là một cách bảo quản tiền, đúng không? Bạn nhỏ đã đếm tiền, phân loại tiền và xếp tiền vào hộp giúp mẹ. Đó cũng là một cách để bảo quản tiền. Còn đến với hình ảnh số 2 thì chúng ta thấy bạn ấy đang dán lại một cái tờ tiền, đúng không? Thì chúng ta thấy đây cũng là một cách bảo quản tiền, đúng không? Thì chúng ta sẽ dán lại cái tờ tiền để rách để tiếp tục sử dụng. Còn bức tranh số 3 thì chúng ta sẽ thấy bạn nữ đó là gì? Mình sẽ giữ cẩn thận không để mất tiền. Bạn ấy bỏ tiền vào ví và gì? Giữ cẩn thận, đúng không? Đây cũng là một cách gì? Đúng rồi, bảo quản tiền khỏi phải mất, đúng không? Khỏi bị hư hỏng và nhàu nát. Chúng ta thấy có 3 cách bảo quản tiền mà các bạn ấy quan sát được ở trên màn hình. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thảo luận và cho thầy biết là theo em còn có cách nào khác để bảo quản tiền. Thì có một số cách mà chúng ta sẽ bảo quản tiền, ví dụ như là gì? Nhờ bố mẹ giữ hộ này, đúng không? Hay là có thể là nuôi lợn này để bỏ vào ống lợn này. Rồi không dùng đến thì chúng ta có thể cất lại, đúng không? Dán lại, đúng không? Và đưa cho bố mẹ giữ hộ. Đó là một số cách. Bây giờ thì chúng ta có thể thấy là nếu như mà có một số cách khác để bảo quản đồng tiền thì chúng ta có thể là gì? Vuốt phẳng phiu cái đồng tiền đó,
rồi không nên làm gì, ướt tiền, không vò, không làm tiền nhàu, đúng không? Không vò nát hoặc là không làm nhàu, không làm rách các cái đồng tiền. Đó là một số cách để chúng ta bảo quản được đồng tiền. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần luyện tập. Trong phần luyện tập thì chúng ta sẽ đưa ra các cái xử lý tình huống. Ở đây thì chúng ta thấy sẽ có các cái tình huống ở hình A, hình B và hình C. Hình A và hình B thì chúng ta thấy hình A như sau. Sau Tết Nguyên đán, Toàn có một số tiền mừng tuổi. Bạn băn khoăn không biết nên sử dụng số tiền đó vào việc gì. Mua món đồ mà mình rất thích hay là đưa cho bố mẹ giữ hộ, nuôi lợn đất. Nếu là Toàn, em sẽ làm gì với số tiền đó? Còn ở bức tranh B thì chúng ta thấy bạn nữ đang băn khoăn khi mà bố mẹ cho 200.000 đồng để tổ chức sinh nhật với ba người bạn. Thì Kim chưa biết mua gì, nếu là Kim em sẽ làm như thế nào? Vậy thì chúng ta hãy đưa ra một số ý kiến để xử lý hai tình huống này nhé. Thì nếu là Toàn thì chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đúng rồi, thì nếu là Toàn thì sau khi Tết được một số tiền mừng tuổi, đúng không? Bạn đang băn khoăn vì không biết sử dụng số tiền đó vào việc gì. Bạn đang suy nghĩ đó là mua đồ chơi này, rồi đưa cho bố mẹ hay là nuôi lợn đất. Vậy thì nếu là Toàn chúng ta sẽ xử lý như thế nào nhằm bảo quản cũng như là quản lý tốt đồng tiền? Thì chúng ta có thể thấy là gì? Đúng rồi, nếu mà muốn mua một đồ chơi thì chúng ta cần cho cuộc sống hàng ngày của Toàn và số tiền mừng tuổi đủ để mua món đồ đó, thì bạn nên xin phép bố mẹ đã, đúng không? Trước tiên phải xin phép và bố mẹ xem chúng ta mua món đồ chơi đó có thích hợp hay không, bố mẹ có cho hay không. Và nếu món đồ chơi mà Toàn thích không thực sự cần thiết thì chúng ta có thể gì? Đúng rồi, chúng mình có thể gì giữ lại tiền nhờ cho bố mẹ giữ hộ, và để sau này có những cái đồ dùng cần thiết về học tập thì chúng ta sẽ mượn lại và mua. Hoặc có thể gì? Chúng mình sẽ nuôi nuôi heo đất, đúng không? Đó là một số cách xử lý tình huống ở trong tình huống của bạn Toàn này. Còn đến với tình huống của bạn Kim thì với 200.000 đồng mà với ba người mà tổ chức cho ba người thì chúng ta sẽ thấy như thế nào? Thì ở đây chúng ta có thể thấy nếu là Kim thì chúng mình thấy nên sẽ là sử dụng hết 100.000 đồng vào khoản để chi tiêu cho cái buổi sinh nhật thôi. Còn 100.000 thì chúng ta nên nhờ bố mẹ giữ giữ giúp, đúng không? Và sau này chúng ta sẽ dùng đến. Như vậy chúng ta sẽ, nếu tình huống là Kim thì sẽ để 100.000 đồng vào khoản tiết kiệm và dùng 100.000 đồng để nhờ mẹ mua giúp một vài món đồ ăn vặt để mang đến cho các bạn sinh nhật, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần vận dụng. Trong phần vận dụng thì chúng ta sẽ đưa ra một số cách để gì? Bảo quản. Chúng ta đã dùng những cách bảo quản tiền nào và vì sao? Thì hoạt động này chúng ta có thể chia sẻ với các bạn. Thì một số cách chúng mình thấy là để bảo quản đồng tiền thì chúng ta sẽ chia sẻ với các bạn, ví dụ như là gì? Sử dụng là đúng mục đích này. Ngoài ra thì chúng ta nên cất giữ tiền cẩn thận vào ví, hoặc là khi rách thì chúng ta nên dán lại để dùng tiếp này, đúng không? Hay là giữ đồng tiền phẳng phiu này, không nhò nát, không làm ướt này, đúng không? Vân vân, đó là một số cách để bảo quản đồng tiền. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài số 8 tiết thứ 3. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.